attitude, skills and knowledge. Thái độ, kiến thức, kỹ năng để thành công trong nghề phiên dịch. Tình huống là phiên dịch viên cabin chúng tôi thường dịch cho những cái cuộc forum đó, những cái cuộc trao đổi tọa đàm các thứ, một cái diễn đàn lớn thì mỗi người đều sẽ có cái tiếng nói của mình sẽ phát biểu lần lượt. À, người này chất hỏi, người kia chất vấn vân vân các thứ, người trả lời. Như vậy thì có những câu như thế này. À tôi không trả lời được câu hỏi của anh hay là tôi tạm thời chưa biết câu trả lời cho cái câu hỏi của anh thì những cái cách nói đó trong tiếng Việt á mình sẽ nói như thế nào trong tiếng Anh đây nếu mà chúng ta dịch một cách đơn giản trong lúc đó rối quá mình dịch cái nào dễ nhất <laughs> nếu mà trong đầu của bạn chỉ có một cái hướng thôi thì các bạn sẽ nói là ah, I cannot answer this question câu này nó nó dễ nó đúng và nó không cần suy nghĩ cho nên rất nhiều người nói và các bạn thành nhàm nhàm chán đúng không nè đội ngũ phim viên chúng tôi không phải làm như thế chúng tôi luôn luôn có những option để nói cũng nội dung đó một cách khác hấp dẫn hơn thú vị hơn nếu mà học tiếng anh một cách là trường lớp Thì đây là những câu mà viết rất hay đây Nè tôi cho ví dụ luôn các bạn xem Những cách nói này nó hay Và áp dụng trong văn viết Thì rất là đẹp luôn Tuy nhiên trong lúc mà nói Thì chúng ta sẽ không có làm được Lý do mình không có nghĩ ra những cái từ nó như vậy Có những câu nó đúng Nhưng mà cái sắc thái của nó sẽ rất khác Đối với người nghe đúng không nè Chẳng hạn như mà nói ờ, tôi không biết trả lời câu đó Hay là tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi của anh Nếu mình dịch là I don't have the answer to that one Thì đó là một cái cách trả lời khá lịch sự Và kể như là từ chối trả lời luôn rồi Phải không? Còn nếu nói như thế này I'm not the right person to go to À Câu này thì nó đúng đó Và Hàm nghĩa nó là gì? Là từ chối trả lời Một cách là hơi hơi giận một chút Đẩy qua chỗ khác Đúng không nè? Như vậy thì tùy theo tình huống đó Mình thấy nó như thế nào Thì mình sẽ chọn câu nói nào Ờ uh, còn chẳng hạn như nhiều bạn nói ờ gì dịch dịch theo kiểu là don't ask me that question có được không câu hỏi câu đó là không được các bạn nha còn mình mình không phải là cái người nói đó để mình ra lệnh cho người nghe một câu như vậy cho nên có rất nhiều option nhưng cái mình chọn nó phải phù hợp là lý do như vậy vậy tại cái buổi làm việc đó tôi đã dịch cái gì thì do tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối tôi dịch cho người nói rất là kỹ tôi hiểu ý ông cho nên tôi đã ứng khẩu dịch ngay một câu that's really not my area cái này không nằm trong lĩnh vực hiểu biết của tôi tại vì ông trước đó ông đã nói một câu tương tự rồi ông nói là cái này nằm ngoài cái nghiên cứu của tôi tôi không biết không có được trả lời cho nên là khi dịch câu đó xong thì mọi người thấy rất là nhẹ nhàng thôi Còn mình không có từ chối không phải là đề nghị hay là không có không có cấm người ta hỏi gì cả cho nên là đôi khi mình phải hiểu rằng mình nói cái câu đó người nghe tiếp nhận thế nào đó mới là đặt mình vào hoàn cảnh người nghe mà chúng tôi luôn luôn thể hiện điều này với khách hàng của mình cho nên người nghe và khách hàng chúng tôi đều rất là hài lòng thoải mái với cách dịch của phi diễn viên đội ngũ phi của chúng tôi đã được rất nhiều testimonio về chuyện dịch chỉnh chu cũng như đá tin cậy và các bạn sẽ là khách hàng kế tiếp của chúng tôi nếu bạn hứng thú với nội dung này hãy đăng ký kênh